thấy tim lên vậy chứ. Nè tim nè, quá nhắc nè. Ê tim dữ rồi, tim dữ rồi. Nắm cái gì. Lấy cái kéo cắt cái lưỡi ra, đừng có chụp vô. Thà bỏ lưỡi chứ đừng chụp vô, chụp vô nguy hiểm lắm. À, dạ. Cũng như găng ngắm cả từ chạy. Chứ anh mà chụp vô là nguy hiểm lắm. Rồi nè. Xứng nè. Có luôn hả? Có luôn rồi nè. Dạ Tùng xin chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà mình trở lại kênh 66 TV của mình nha. Hôm nay Tùng mời cả nhà theo xuồng của anh Lộc. Hôm nay mình cùng với em Đạt miền Tây đi thả câu, nhưng mà anh em mình chưa tới giờ cuốn cả nhà ơi. Tùng mời cả nhà theo xuồng của anh Lộc mình xem cái lưới neo nha. Người mặc áo đen là em Sơn. Hôm nay em theo phụ anh Lộc kéo lưới cả nhà ơi. Thì Sơn nó có uống đâu? Không uống à? Không. Nó tu, nó tu 2 ngày mà. Phao đỏ đỡ, vô nhà sàn ta. Đi quên nữa, Sơn chạy ra lớn mà đúng không? Chị ghe lớn mà đang ngủ dở cái nhà sàn của ta lên báo. Hồi chưa đi cái này đó ha, còn đi cái sữa xuồng kia đó ha, còn phải lưới ba màng đó. Hồi năm rồi đó, thánh thụ chạy qua khỏi Tân Dương, cái bắt đầu cái ghe tàu biển, thằng đó nó ngủ gục. Cái vụ ngủ gục, em với anh Tùng lãng cái thu ghe, lãng bên gần qua tới dòng dòng hạng của anh á. Em xuống đầu ghe chạy kết bên không, em giống là tại vì cái giấc đó hơi trễ rồi nên ta dễ ngủ. Ý là cầm cái gì được quá nè. Biết sao, mình chạy giữa sông vậy nè. Dạ. Nó bên kia nó chạy nó sáng thấy sáng mình không ạ? À? Nó chết mẹ rồi sao mà nó lũi như mình không ạ? À? Bắt đầu quảng hồn nhóng ra, thì vừa nhóng ra nó đâm ngang xuống đích để nó sáng lên bờ luôn. Rồi. Một cái găm. Vậy cái này là ổng vừa tỉnh ổng né mình rồi ổng lên bờ luôn hả? Chết, chưa có tỉnh nữa, lên bờ ổng mới tỉnh tại vì mình nhóng ra mình giọt trước. À. Nhóng ra mình tránh. Cái bè ngang vòng cái đâu. Ủa. Hả? Cái bè ngang vòng cái đâu nó mới sửa lại đó. Ờ. Bắt đầu lên lưới cái chân từ hồ xíu á. Ờ. Bị lên không cái đá mình nè. Để đổ đầu. Đấy, là tỉnh ngủ liền á. Trời ơi. Đỡ xíu rồi nha. Nó quýu hết trơn mà không tỉnh sao được. Ấn xíu à. Chắc đó không tỉnh qua tỉnh nữa. Cái đó là tiền kêu ha. Chứ mấy người xe thì chơi đổ với giò. Đúng rồi. Đổ với giò. Tài xế là người ta nói ta chế nước đá vô. Nè, tài xế nè, hỏi tài xế nè. Đúng rồi, hỏi tài xế nè. Hỏi tài xế nè. Rửa mặt nha. Rửa mặt nè, rửa mặt. Có tài xế này mà chỉ. Còn mấy ông mà kêu là bắt tài mà già lâu năm nữa mấy ông chỉ sao không? Ban đêm mà ngủ quá là nhai ớt. Trời ơi. Mấy ông ăn cơm ha, là mấy ông xin thêm bớt bỏ túi á. Cái đi chạy khuya mà tối mà có buồn ngủ là mấy ông lấy ớt kìa ông nhai cài xé chân lấy gì ngủ. Còn chạy cái này nè. Thiệt, giờ đó đâu có ngủ được. Đó là một cái giọng như kêu mà bắt tài già tỷ á. Em thì không có một cái hết Liêm rồi. Anh Liêm có chắc nhiều kinh nghiệm lắm đó. Anh Liêm không chạy xe Bắc Nam đó không nhiều kinh nghiệm chứ lắm. Chạy Bắc Nam luôn hả? Bắc Nam luôn đó. Anh Liêm em á nha. Liêm em nha, anh không Liêm đó nha. Không. Liêm mà ông hay đi hả lứ á. Anh Liêm em á. Ông chạy Bắc Nam nó bây giờ ở ngoài là ở đâu? Hồi nãy ông nói đâu nè. Bắc Giang, Bắc Sơn gì giờ nãy. Hồi nãy không liên anh nó nói đâu nè. Bắc Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Rồi Lạng Sơn như vậy á, đâu ngoài á. Nhắc này đâu ngoài á. Đi đây, không lăn chị đi. Lưới anh lưng tắt hả anh Lộc? Lưới anh chị đi anh chị. Tắt, tắt. Dạ. Anh đi qua luôn hả? Ừ, hai mày đi sao? Đi vào trong rồi. Nè. Cho nhẹ cho khỏe. Đồ chứ đồ hình đi. Tướng lực nha. Ai đá tiền đạo ai đá hậu vệ đây. Thứ này diện trên cũng có nhiêu. Trong sớm tập lại đồng ra phần cái gì. Em đoán là sẽ dính hú trước á. Đó cái hú nè. Thầy Đạt khoáng cái hú anh Lộc ơi. Hú hả? Thầy Đạt khoáng dữ lắm à. Hùng lao dữ ha. Khoáng này không có hú. Đầu tên cá sủng không tới cá cày. Chưa chưa, mình ngưng đi, để đây. Vô cấp khỏe rồi đó. Có thằng Sơn là phải trúng mà. Sơn đi chưa? Lên cái à, có cần lên được lượt hai con không à. Bữa nào bữa dính ngay chứ mấy à. Ờ bữa dính không phải. Bữa đây đi có một mình hả? Lúc mình kìa. Rồi. Quy về.
Thôi kệ, tới đâu tính tới đó đi. Đạt ơi, Đạt dẹt dẹt tiếp rồi. Này đi vô mà, lọc cái này đi vô mà. Đây đi vô rồi, cũng khỏe rồi. Thôi từ từ, đừng có gấp. Trời ơi, ứ thưa rồi, phải kiên nhẫn chứ. Không phải thả cá sát cũng phần đó ha, cũng là dính con cá sủ hai cái mấy là cũng một khúc rồi. Dạ. Thấy không dính con gì chân, để con sủ lên cái nó dính tới luôn, con sủ nhỏ rồi cá hú rồi cá à, cá cóc. Dạ. Một tay lưới của mình thì gồm có nhiều cây lưới đó nha, mà mỗi cây lưới nó dài khoảng từ 100 đến 101, 102 tùy theo cái cộng lưới của mình lớn nhỏ nữa. Nếu mình lưới mình mạnh chút thì ra nhiều đó, nhiều thước hơn. Nửa tay lưới luôn là gần nửa tay rồi đó. Găng lên. Còn lưới mà còn cá rồi. Bị hư hết trái phao rồi. Anh Lộc mình thay thế vô liền cả nhà. Đó, thay liền để mà chỉnh cho đó đó cho. Cho hồi dưới nè. Họ nó phình lên cục trứng giờ cái ôm vậy nè. Bữa nay bắt con cá khủng rồi. Đợi lâu quá mà. Đấy con chục ký mà cũng được, con một thôi. Hồi la tiếp nha Sơn. Sơn la dữ lắm mà nha Đạt. Lớn ngọng lắm. Trọng ngang cái sông cho dạm mà la nghe rõ. À vậy hả? Dưới dưới. Ông Hải á, ông Hải hỏi tôi không biết không, bò gống á. Bò gống hả? Không bị chạy đâu hả? Cái mà là nghe đó, bò á. Bên cả Tân Bình và bên Phước Lập la nghe hế hế. Đây chị lưới hả? Phao gãy nó háng đầu. À. Gãy một cái, hai cái, hai cái luôn rồi nên nên lọc à. Đó. Rồi. Tính ra học trò hả? Rồi tao đã chuối rồi. Ồ gỡ con cá rồi. Cá một miếng rồi. Đây con cá hú anh này, em đạt đâu rồi ông thầy đạt hết linh. Cá học trò này quá bự luôn. Hy vọng bà cậu hôm nay độ cho mấy anh em con dính luôn cá bự bự đi, nãy giờ lâu quá trời. Cái này cá số đực nhiều lắm á, bắt đầu dính là có cá ở đó. Dưới Vĩnh Long á có mấy bạn cũng nói cỡ này cá số đực nó đi mùa của nó. Cái này mùa mà à lên coi. Chó sủa dữ kìa. Nay làm cái chạy chục ký đi. Rồi cái chạy chục ký tiền không nha. Gãy nữa chạy. Năm sáu ký rồi cũng tiền không rồi. Nhiều lắm á. Chục ký hiện trăm ngàn ký. Ủ phao lấy ngoài trắng đi. Gãy này gãy một hóm đó. Ê ông Sơn ơi, nay sao ông kéo mới gãy. Không làm gì gãy dữ không. Không cái này gãy không gà rồi. Về chứ mày lấy phao theo đựng thay nè. À, sẵn ở đây hai luôn nha. Cái chắc rồi quên lúc quên chắc. Tính chồng. Tưởng đâu nó lực dữ hả? Bẻ mà. Có phao xài chừng 5, 2 năm nó gãy. Có phao trắng, phao trắng xài lâu. Phao là nướng mới em á. Cái phao đại đất này dắt mà câu tôm mới nó đạt. Nhân lưới bẹp hết đó. Người ta lưới ra đó hả? Ừ. Nãy em thấy ta lưới anh lọc lên nhiều màu lắm nha. Màu trắng nè, có nè, màu xanh, màu đỏ. Phao hợp cẩm. Biết sao không? Biết sao ý nghĩa nhiều màu không? Không biết cái vụ đó hả? Chưa biết phải không? Chưa để nói cho nghe biết rồi đừng có cờ. Tại vì á mình mua nhiều màu, con cá thích màu nào nó lựa màu đó đâm. chiều cá ha. Ừ. Chiều đó, nó theo phong thủy. À, nó thích màu gì nó lựa màu đó nó đâm. Bữa nay đi ở đây học được kinh nghiệm của anh Lộc nha cả nhà. Cũng thấy hôm kia đi dưới sao là cầu được ước thấy mà xin mấy con cho mấy con mà. Dạ. Ừ. À dân này nó dính mấy con giờ. Mấy con đi. Ba con được rồi, ba không con được rồi. Dạ phải không? Đây rồi, coi coi cầu được không coi. Tiến lên nha. Trời ơi. Quá dính con số ký nó nói trước rồi. Nó vào không con mình tính xin con 5 ký thôi mà nó nói trước rồi. À, không có sao, có ba con à. Được con rồi đó. Con ký rồi đó. Con ký rồi hả? Này bỏ. Nã thay chỉ lưới đựng rồi dính cá hai người trong phao gãy máng lưới vô.
lên bà cậu ơi. Đó. Cái cậy. Ê, con đăng ký thiệt nè Sơn. Con học trò đăng ký nè. Hả? Chào linh hoàng, xin bà cậu vậy bà cậu mới cho. Thấy không, cái miệng nó vậy đó. Trời ơi, ông này ông xin. Ờ. Ê, tính ra hay anh Lộc. Ờ. Tính với ta. Con cá ký thiệt. Ông trả luôn à, bữa lên hai con luôn, vừa dứt miệng lên hai con liên tiếp luôn. Còn con cá đó với con cái sủ. Con này cũng là con cá học trò đó cái nè, con này bự. Cốc đực á, anh Lộc làm những cái sự tích cá cốc đực biết ai kể anh nghe gì à, đấy coi lý mà ta không cũng kể nữa ta lứ rồi tới chỗ rút chưa rồi ta rồi đó ta nữa ta lứ được hai con rồi. Dạ, cầu được thấy rồi qua còn hai con nữa. Má cầu rồi dính công thế rồi má cầu. Cầu căng đó. Cầu của cầu đó, được cầu đó. Năm cái gì? Lấy cái kéo cắt cái lưỡi ra đừng có chụp vô. Thà bỏ lưỡi chứ đừng chụp vô, chụp vô nguy hiểm lắm. Cầu anh dính rồi quá. Coi cái lưỡi gỡ nha. Ừ. À, dạ. Cũng như găng ngắm cả từ chạy. Ừ. Chứ anh mà chụp vô là nguy hiểm lắm. Rồi nè. Xứng nè. Có luôn hả? Có luôn rồi nè. Lưỡi nào gỡ được ở trong không la không nha la đâu la nhưng mà này nó chịu quá chú em ơi tại câu nữa vậy mình mới lấy được lưới được phải cắt thôi chứ gỡ sao được nguy hiểm lắm. Trời ơi ai nữa chú tóm lại chứ cái gì đâu làm lưới làm câu dính câu vô anh cứ cắt lưới này đừng cắt cái viền được. Anh cắt cái viền chạy không kịp. Mình cắt lử, anh cắt nhiều cũng được chứ á. Về con tóm được, con cắt cái gì con cái là gọi luôn. Chéo dữ ta. Này á, anh móc cái lái ra ngoài sông á. Chéo à? Chéo rồi. Móc cái lái ngoài sông vòng lại á. Cục bình ra. Ôi, anh gắn cái cầu dây này chi anh Lộc? Hả? Anh gắn cái con dây này chi vậy? Chi nào? Dây lái. Ờ, bánh lái. Dây lái thì đang chưa biết cái vụ này rồi. Đâu biết đâu. Để lái này nè. Nè. Ờ. Ở bên kia cũng có con cộng vậy đó đại. Vậy là hồi đó không có làm xe lon lái rồi. Hồi nhỏ xe lon lái cũng dưới hai con dây nè. Xuống dưới hai bánh xe ở trên làm cái vòi nhỏ này nè mới lái. Quá trời cây. Quay cái nhà coi con cá lại chứ. Ký với con dờn. Xin ký mà cậu cho ký đi. Ông á, cho có ba con thì mỗi con cũng phải có ký gữ hai ký. Ký đồ, có lý giống như ông Sơn. Ông xin mà xin kim tốn nè. chưa kịp chim vô luôn. Chưa kịp chim mà. Ừ, là ông phán ký rồi thì trời. Phán lẹo quá. Cậu không, mà không có cá lăng không ta gần tới điểm cá lăng rồi tới Lục Bình đó đó ở đó Lục Bình đó là có cá lăng đó thì đó là cái đó đó. Đang hồi dân câu chứ giờ chim con 10 ký. Con không có tham con xin chừng 3 con thôi à con chừng 5-6 ký thôi bơi ra quay cái chuồng lại cho nó đàng hoàng cả dễ bơi theo. Lên nha bà cậu ơi. Hả? Bà cậu. Ừ. Lên con cái nó bà cậu ơi. Lên bà cậu ơi. Con nước này nó không dính được. Con nước quay lẫn nước sáng dính được. Cậu ơi. Lên bà cậu ơi. Còn cái lái nó cũng vậy nữa. Dính nè. Dính cây. Còn cuốn lưới có khát nước luôn rồi. Uống nước đây rồi.
trong mà giấy mà giờ không dính cá mà khát nước luôn ha. Trơn rồi, con mày nha, không có uống rượu vô không linh này. Đúng là thiệt rồi. Chiều kêu nóc dài liếm, không chịu. Tao ghiền dữ lắm đó, uống lượt con ngứa chứ không là. Con tao nhậu luôn, con nhậu á. Thì ba vậy mới ngứa. Nằm trên giọng bấm điện thoại mà cái mỏ nó ngóc gì nè. Đó, nó bọc thiệt. Cá này nhiêu đây hả? Cá quay không thấy luôn. Đó. Ôi có sủ rồi kìa. Ờ ăn ngay chỗ mình dính câu dính hôm luôn anh Tùng. Chỗ mình dăng câu dính hôm nè, hôm luôn anh. Cá sủ mà ký mốt. Hồi hôm em dăng đây nè, ngay chỗ này bệnh cái gốc chỗ này lên, hôm dính ba con cá sủ đây nè. Chó cái gì đâu kỳ cục quá. Ngay đây nè. Tiện ký mốt nuôi 3 năm nữa. 10 ký mà nuôi tới 10 năm. Ừ. Là cái này có cá đó. Đóng rồi, cá hú rồi, cá gì không anh Tùng? Cái kéo anh Tùng ơi. Cá bà cậu ơi. Cá gì gỡ lâu lâu đi hả? Cá gì lâu lâu ơi. Chiếm cá ngát rồi gỡ lâu nè. Thôi đi nhắc, tôi gặp nó phải sợ rồi. Một lần nữa. Khóc không á. Chiếm cá ngát gần ký mấy, 2 ký rồi gỡ lâu rồi. Quắn giống cục gỡ lâu rồi. Quắn xe lọn trời. Chiếm rồi dính con cá ngát ký lâu nó quắn tụi cho anh luôn. Ừ, cái hát nó dính vậy đó. Anh vẽ ảnh đó nó bung ra. Ừ. Anh lăn lăn bung ra. Biết gỡ nó cũng mau lắm. Dở lướt lên bung ra. Đừng có để cho nó đụng dưới đất. Đụng dưới đất là nó dãy, nó quắn vô hoài vậy đó. Học thấy tim lên gì chưa. Nè, tim nè. Có nhắc tim, nè. Có tim. Ê, tim dữ rồi, tim dữ rồi. Ê, cái nhựa rồi, anh Lộc ơi. Trời, cái bọc. Không phải, bọc tim dư. Tim dư còn hả? Còn tim, còn tim. Còn tim. Ôi, không thấy bọc này. Bọc tim. Dám học trò lắm ạ. À. Không, tim bự đó giống cá cày á. Cá cày hơn cá cóc á. Ngư hai thứ đó giống ai học trò đâu. Tim học trò không phải vậy đâu. Ủa, trời cái gì? Một lần cá cóc, hai lần cá cày đó giống ai học trò đâu. Nè, tiêu lên nè. Lên mặt cậu ơi, lên mặt cậu ơi, lên mặt cậu ơi. Lên. Đó, thấy không? Tiêu mới cày qua đây thôi. Cày. Thấy không? Chính xác. Trời. Ô. Thấy không? Ấy nhìn tiêu ra không? Rồi, giật giật lưới coi coi sao. Còn giật giật cái đó lên tiêu nữa hả? Đây là một cái cày cái này. Có tôi lặn với tôi lên tim á. Cái này nhỏ. Không, giật giật cái đã lên nè. Còn lại giật giật cái lên nè, ngộ lắm. Cái cày này bự bự á, có giá lắm. 5 kg là thấy 100 ngàn kg rồi. 5 kg cho lên 100 ngàn. Cái cày 5 kg còn bằng kilo. Cái cày này kiếm làm nha, kiếm cũ biết làm nha, ăn ngon không? Nhét xáo bụng nướng một cái. Nướng cái đó có chị Kim Anh ba chế rồi chứ. Con này á. Là cũng kêu là mình, tại vì mình kêu có cá cày, tại ca nó con cá dụng bay, còn con đó là có cá cày đó. Trời, cảnh Tăng Châu nó kêu con cá đó là cá cày. Mọi chỗ kêu mỗi khác. Ừ. Con kia mình mới dính là con cá dụng bay đó. Ủa mà sao anh em nói con cá dụng hồi đó ở đây là cái loại khác nữa. Con có cái dụng khác, cá dụng bay nó khác, con đó là con dụng bay. Là dụng với là dụng bay là khác. Ừ. Nó kêu con này kêu dụng bay thúng đó. À. Mọi chỗ kêu mỗi khác. Còn con cá sọc dưa nè kêu con trà sóc. Trà sóc ha. Ừ, cá trà sóc. Lên mà cậu ơi, mà cậu. Đổ con đó mà cậu. Cái này nhân cái đầu mỏ rồi không? Ừ. À, dính chỗ hồi bữa mình dính cá nè, tim nó nè, nó nữa nè chứ đâu. Có tim. Bọc nó đó. Nữa đó, nó đó. Chưa tới. Coi còn tim không đạt, nó thôi đạt. Bọc á. Thôi nó tim còn. Nó, đó, thấy chưa, cái con trò. Trời ơi. Đó, con cậu tí nữa nè, Sơn ơi, Sơn. Rồi, nó đủ bột. Trời ơi, đó. Đó, ông Sơn cái con nè. Gỡ đi Sơn. Gỡ đi. Đó đâu. Đạt là gỡ phụ nè. Ông chỉ xin mấy con rồi, ông Sơn. Nè, con này cỡ con nãy nè. Con này chiếc mấy rồi. Bự hơn. Bự hơn ký rồi. Ba con ký rồi, cho con kia quá nhỏ rồi. Nhưng mày sụp nữa hả? chơi sụp mà. Chiếc mấy, bự lên chút mới được. Xíu à.
Đây thấy lên mua luôn. Nó nào ở đây cũng lưới nó nhẹ không rồi. Nó khác nó đuôi đỏ đỏ nè vàng nè. Đây cũng lưới nó nhẹ. Nặng nặng cái đầu á đầu tiên á. Sao mà như thế à? À là nó sâu. Ở đây nó cạn. Ủa cuốn lưới con mà cuốn chì chưa kéo được. Dịch cái đầu xuống không à? Thôi chả không à? Chả không à? Đi dùm. Mày nghe kéo đã lắm. Chì nhẹ nhẹ. Nó, nữa nè, nữa nè. Nó nữa đó. Nó nữa đó. Có tim, có tim. Rồi Sơn nó sung kìa, nó sung kìa, nó sung kìa. Từ từ chứ coi. Chứ Sơn ơi, chứ Sơn ơi. Từ từ. Đúng rồi, còn xa lắm đó. Còn xa lắm. Tôi xin bà cậu là bà cậu hương lắm. Mười mốt ông sinh con gì đâu nó rõ tên con đó đó kìa kìa gần tới rồi kìa tới rồi kìa để nữa không cả không à nữa nè bà cậu nữa nè đủ bà cậu nữa nè cậu ông sinh năm làm nãy ông sinh năm mấy con vậy đó bà cậu chưa hết đâu còn nó rút qua anh Lộc hả con nó rút qua đó ủa xin ba con mà bà cậu cho tới năm con mà Sơn ơi xin cá sủ này nói gõ cá sủ luôn đi chắc ăn lưới gần này dễ rút gập luôn chỉ ngứa ngắt à bà cậu hương lắm bà cậu chưa đâu bà cậu còn hai cá sủ nữa bà cậu chưa đâu ông cậu cho hai cá sủ nữa câu đi mà bằng lứa tới giờ chưa có nào mà sao sẽ nhộn nhịp vui như bữa nay ta coi nè bà cậu cho nữa nè có sơn đi tiếu rồi bà cậu cho nữa cho cái gì tới cái gì rồi đóng coi nè cái chủ đúng không bự bự không mày đừng có nhỏ như em bé con cái giá con 2 kg á con 2 kg ơi dắt này lên ơi dắt này lên lên rồi nhỏ tên nhỏ con bắt đầu dắt này có con nào có cá có ổng sung rồi kéo rồi kéo rồi chua kịp gỡ luôn kìa kéo dữ đâu sung cá mọi người kiếm tìm coi đây nó cạn que heo mà tốt hơn đây mà chỗ này mình hỏi con dính cá cóc bữa nay không có cá cóc nè làm như nước nó không đi mình vậy chứ mọi khi chỗ này làm giác nào cũng có cá sủ cả giác nào cũng vậy lên này mà lên con cái thủ nằm tí chỗ này nghỉ chị ghe đó thiệt không mày mày luôn cá này tao nghỉ chị ghe luôn á trời lớn không trời lớn luôn hả đó là làm đó em lên 5 kg thì nghỉ chị ghe liền nghỉ chị đi mang nha không chị nghỉ luôn nha nghỉ chị luôn đói à đói à ai xong gì ghe nghỉ luôn đói à chà chắc bù không nổi với nó quá quá ông tục thế sao mấy em nghĩ chị ra mà anh mua đồ nhậu ra báo nữa đó mình nhậu mơ tao mặn con ông trò tao con đúng rồi hấp lục bình cho nhậu cái đó nhé xả vô nước ừ đó. Ừ mới ho ăn ngon đó mà ừ đâu làm gì mà mấy con em ngu nữa ha nín luôn rồi hết rồi điểm mình sao giấc này không bữa 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 gà câu đó là bữa đó dính cái lăng rồi đó nè lăng cá cóc cá sấu rồi bữa đó dính đầy đủ hết mà bữa mất thùng đó hôm nay em nói là hồi khi mà ảnh ra nghề làm câu là hồi trước giờ là chưa có bữa nào như bữa đó đó ông gà đó đó. Đầu tiên luôn đó gà mà tới sáng luôn chưa bữa nào mà nãy vô tới nhà kiếm mấy cái mổ gà thì ba cái mổ gà mà còn 2 cái đi mà 2 cái mất hết trơn à đó ủi tới đâu là đứt tới đó thôi lúc mình nghe nam tùng ơi bạn giống của mình văn câu bữa bữa văn câu cái thùng câu nằm đâu kiếm không thấy luôn à kiếm một hồi mới thấy này cho bự mà cho cá chết có một lao không mau không lao quá được hết rồi số đặc biệt đó lên cá
Đó, nước rồi. Lên đá rồi. Lên mặt cậu ơi. Lên gì nữa, lên cục đá. Cục đá nè. Hôm nay coi như đủ ăn nè các bạn. Đủ ăn. Dầu lỗ tiền công, lỗ lưới gì. Quá tiền, ai hết thu rồi. Thôi, cố gắng lộc đi. Mong bà cậu bữa sau đậu cho anh trúng nhiều nha. Trúng lấy lại. Dạ. Đây cực quá. Này gỡ bọc quá chừng ha Lộc ha. Bụng lao nhiều nè. Thì ông đó ông xin ba con học trò, ba con học trò 1 kg thì cả anh. Nghe thiệt chứ. Đúng rồi. Thì tôi sợ ông rồi nghe ông Sơn. Ông. Con cá cày 700-800 gram nữa. Ừ. Con cá cày, con cá sủ ha. Con cá sủ. Con cá học trò nhỏ hơn trước, còn đây là ba con này là một cỡ nữa nè. Ghê thiệt chứ. Thằng chồng nè, con vợ nè, thằng anh ai. Thằng kia thứ ba đó rồi, chắc vô coi. Kia thằng con á. Thằng thứ ba đó, con thứ ba đó rồi. Nè, con thứ ba đó vợ chồng qua nè. Nó, thằng Út trong nhà đó. Con cái thủ đó nó hàm chơi đi chơi đi lạc đó mà. Cái này nè. Nó hàm chơi đi chơi qua đường về. Hàng xóm nè, hàng xóm qua trực nè, bị dính nè. Đây là số cá hôm nay anh em mình dính được đó nha. Còn con cá cày ở trong đục nữa. Nhưng mà cá cày đó chừng nửa ký 600 gram à. Này coi như thất thu rồi cả nhà ơi. Nhưng mà mong hôm sau bà cậu độ cho anh em con trúng cá. Thôi giờ anh em mình về. Tùng xin kết thúc video này. Cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video này nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye, bye.